Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm việc cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tổng giám mục Welby đề xuất rút Canterbury ra khỏi các công cụ hiệp thông của Anh giáo. Đức giám mục Nigeria nói, giáo hội Anh cãi nhau với Chúa. Đức giám mục Sebastian Francis, tân chủ tịch văn phòng truyền thông xã hội trực thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Tổng giám mục Welby đề xuất rút Canterbury ra khỏi các công cụ hiệp thông của Anh giáo. Tổng giám mục của Canterbury sẽ từ bỏ quyền lực của mình với tư cách là người đầu tiên bình đẳng trong số các giáo chủ của khối hiệp thông Anh giáo sau khi Thượng hội đồng chung của giáo hội Anh thông qua việc chúc lành đồng tính. Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc họp của Hội đồng Tư vấn Anh giáo tại Accra, Ghana vào ngày 12 tháng 2 năm 2023, Đức cha Justin Welby đã tuyên bố, tôi sẽ không bám víu vào vị trí khí cụ hiệp thông. Sự nhượng bộ của Ngài diễn ra một ngày trước khi 12 trong số các giáo chủ liên kết với Hiệp hội Anh giáo Nam bán cầu gặp nhau để đưa ra phản ứng thống nhất cho cuộc bỏ phiếu tuần trước trong Thượng Hội đồng. Quyết định giới thiệu việc chúc lành đồng giới mà không tìm kiếm nền tảng kinh thánh hoặc thần học cho quyết định này và cũng chẳng tôn trọng các thỏa thuận của giáo hội với các tỉnh Anh giáo khác đã khiến các tỉnh lớn nhất Nigeria, Rwanda, Uganda và Kenya rút lui khỏi khối hiệp thông Anh giáo. Cựu Tổng Giám mục Alexandria, Đức cha Moni Anis của Ai Cập đã lập luận rằng, trước các diễn biến gần đây, nhà lãnh đạo của giáo hội Anh không còn nghiễm nhiên trở thành nhà lãnh đạo của thế giới Anh giáo. Trong bài phát biểu của mình, Tổng Giám mục Welby đã bảo vệ quyền tự trị của giáo hội Anh trước những yêu cầu của các tỉnh hiệp thông khác, theo đó giáo hội Anh phải tuân theo giáo lý Kitô giáo truyền thống. Để bảo vệ quyền tự trị của giáo hội Anh, ông sẵn sàng rút lui khỏi vai trò là công cụ của sự hiệp thông với tư cách là trung tâm của quyền lực hoặc ảnh hưởng trong 42 giáo hội hiệp thông. Công cụ của sự hiệp thông là một trong bốn tổ chức được đề xuất bởi báo cáo Virginia năm 1997, nhưng chưa bao giờ được khối hiệp thông Anh giáo chính thức thông qua. Đức Tổng giám mục nói, vai trò của Tổng giám mục Canterbury đã là một vai trò lịch sử. Các công cụ phải thay đổi theo thời gian. Tôi sẽ không bám víu vào vị trí này, tôi rất coi nhẹ, miễn là các khí cụ hiệp thông khác chọn hình thức mới, rằng chúng ta không bị người ta sai khiến, tống tiền, mua chuộc để làm những gì người khác muốn chúng ta làm, nhưng chúng ta hành động với lương tâm tốt trước mặt Chúa để tìm kiếm một phán xét không phải vì sức mạnh của chúng ta mà tồn tại vì thế giới mới với những mối đe dọa phi thường và đáng sợ. Đã để lan báo Chúa Kitô và biến những cơ hội của chúng ta thành hiện thực để chúc lành cho thế giới. Đó là bài kiểm tra. Chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng thế giới thực sự. Trong đó, phía Nam bán cầu mặc dù nghèo hơn về kinh tế, nhưng về nhiều mặt lại giàu có hơn về văn hóa và cộng đồng. Các công cụ có thể thay đổi, tội lỗi phải bị lên án, chúng ta phải tìm kiếm Chúa Kitô và vâng lời. Nhưng đó là chỗ chúng ta gặp khó khăn bởi vì Thượng Hội đồng chung người Anh lịch sự nhưng cực kỳ thô bạo, đã nói đùa vào tuần trước rằng chúng ta bất đồng sâu sắc không phải vì thiếu liêm chính, tham nhũng, dối trá hay đầu hàng văn hóa, mà vì chúng ta giải thích kinh thánh theo cách khác, chúng ta hiểu công việc của thánh linh theo cách khác, và chúng ta nhìn những điều này bằng lăng kính văn hóa khác, và do đó tất cả đều luôn sai ở một mức độ nào đó. Đức giám mục Nigeria nói, giáo hội Anh cãi nhau với Chúa. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2023, Thượng hội đồng của giáo hội Anh đã bỏ phiếu ủng hộ các đề xuất của Hạ viện về việc chấp thuận chúc lành cho các cuộc hôn nhân đồng giới, đồng thời tuyên bố rằng giáo hội không thay đổi học thuyết truyền thống của mình. Theo đó, hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ. Sự vận dụng ngôn ngữ một cách không thành thật này để che giấu ý định thực sự của họ và việc không sẵn sàng tuân theo các quan điểm nguyên tắc và chân lý trong Kinh Thánh đã đặc trưng cho hành vi và tuyên bố của giáo hội Anh trong một thời gian. Các nhà lãnh đạo đã thất bại trong việc kêu gọi ra lệnh và kỷ luật nhà thờ Tân giáo Hoa Kỳ, Canada, v.v. khi họ vi phạm nghị quyết 1.10 của Lambeth
1998, khi thánh hiến các giám mục đồng tính và công nhận việc chúc lành cho quan hệ đồng giới. Cho đến nay, họ vẫn ngồi trên hàng rào khi cuộc khủng hoảng xé nát sự hiệp thông. Họ đã thất bại trong việc thực hiện chức năng những người bảo vệ đức tin và công cụ của sự thống nhất trong cộng đồng Anh giáo toàn cầu. Quyết định gần đây của Giáo hội Anh không gây ngạc nhiên cho những bộ óc sáng suốt, vì đó là kết quả hợp lý của con đường mà họ đã kiên định và siêng năng thực hiện trong thập kỷ qua. Quyết định định nghĩa lại hôn nhân khác với lời dạy của Kinh Thánh và đề xuất thay đổi giới tính nam được sử dụng cho Chúa sang một ngôn ngữ trung lập hoặc bao hàm là một sự xa rời sự thật rõ ràng. Lời nói của con người không đủ để diễn tả chiều sâu của chân lý khôn lường và quyền năng của Thiên Chúa hoặc ngôi vị của Ngài. Tất cả những điều này khiến tâm trí con người trở nên điên rồ khi đặt câu hỏi về thẩm quyền của Thiên Chúa, đấng đã tạo ra loài người có nam và nữ. Giáo hội Anh, theo quyết định này, tốt nhất có thể được mô tả là đang cãi nhau với Chúa. Trong sách tiên tri Isaiah chương 45 câu 9, Thiên Chúa phán, khốn thay kẻ chỉ là mảnh sành giữa đồ sành đồ gốm mà lại muốn tranh cãi với đấng nặn ra mình. Đất sét mà dám nói với thợ nhào nặn mình. Ông làm cái gì vậy? Tác phẩm của ông làm không khéo tay. Quyết định chúc phúc cho hôn nhân đồng tính mà không thay đổi giáo lý hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là lời nói ba phải. Hồi chuông báo tử là bổ nhiệm gần đây với sự tán thành của Justin Welby. Đối với một linh mục cấp cao, người có quan hệ đối tác đồng tính với tư cách là trưởng ấn của Canterbury, trụ sở tinh thần của cộng đồng Anh giáo đã bị thỏa hiệp một cách có chủ ý bởi bổ nhiệm này, và tương lai của toàn cộng đồng Anh giáo đang gặp nguy hiểm. Giáo hội Anh là một trong số 42 giáo tỉnh trong hiệp thông, trải rộng trên 165 quốc gia trên thế giới. Đức Giám mục Sebastian Francis, tân Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội trực thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Đức cha Sebastian Francis, Giám mục Giáo phận Penang, Malaysia, vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội trực thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu với nhiệm kỳ 3 năm. Thư bổ nhiệm với ấn ký của Đức Hồng Y Charles Maubo, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Yangon, Miến Điện, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu ghi rằng: Thay mặt Liên hội đồng Giám mục Á Châu, tôi vui mừng bổ nhiệm Đức cha làm Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội trực thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu với nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2023. Trong thư bổ nhiệm, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC khẳng định, vị Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội được ủy thác sứ mạng làm cho văn phòng này trở thành dụng cụ hữu hiệu và sinh động để thăng tiến sứ vụ của các giám mục tại Á Châu trong việc phục vụ tin mừng qua các mạng truyền thông xã hội. Đức Hồng Ibo cũng chia sẻ với vị tân chủ tịch rằng một trong những trách nhiệm hàng đầu mà Liên Hội đồng Giám mục Á Châu ủy thác cho văn phòng truyền thông xã hội là điều hành và quản trị hữu hiệu Đài Chân lý Á Châu. Tôi tin rằng với kinh nghiệm và năng lực của mình, Đức cha có thể điều hành và hướng dẫn Đài Chân lý Á Châu trong sứ vụ loan báo tin mừng cho các dân tộc tại Á Châu. Đức cha Sebastian Francis sinh ngày 11 tháng 11 năm 1951 tại Johor Bahru. Johor sau này trở thành một phần của bang Malaya, Malaysia. Từ năm 1967 đến năm 1970, Ngài gia nhập Tiểu chúng viện Thánh Francisco Xavier ở Singapore, trước khi theo học Đại học Tổng hợp Penang, từ năm 1972 đến năm 1976. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 28 tháng 7 năm 1977 thuộc giáo phận Malacca, Johor. Từ năm 1981 đến năm 1983, cha Sebastian Francis hoàn thành cao học thần học tín lý tại Đại học Thánh Thomas Aquino, Roma, Italy. Cha cũng học và tốt nghiệp văn bằng về công lý và hòa bình tại trường thần học Marino ở New York, Hoa Kỳ năm 1991. Năm 2003, cha Sebastian Francis được bổ nhiệm làm linh mục tổng đại diện giáo phận Malacca, Johor.
cha Sebastian Francis phục vụ giáo phận trong nhiệm vụ này cho đến khi được Đức Thánh Cha Benedicto XVI bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Penang ngày 7 tháng 7 năm 2012. Thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Sebastian Francis được cử hành vào ngày 21 tháng 8 năm 2012 tại nhà thờ Thánh Anna ở Bukit Metacham. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.